Kính thưa quý vị, MC Hòa Đăng ơi đón chào quý vị đang đến với chương trình Hương vị gia đình được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Hương vị gia đình sẽ mãi luôn là một sân chơi để cho các cặp đôi cùng được giao lưu, bên cạnh đó là những câu chuyện chia sẻ đậm tình gia đình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đón chào cặp đôi đầu tiên. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Hoàng rapper. Xin gửi đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Dạ. Em tên là Mai Mai, hiện tại năm nay em 38 tuổi và em đang làm công việc là kinh doanh. Dạ, vâng, em chào anh Hoàng MC với lại khán giả đang xem chương trình. Thì em là Trần Minh Tài, năm nay em 24 tuổi. Thì em đang là vận động viên thể hình. Công việc chính hiện tại em đang là huấn luyện viên cá nhân cho... Dạ vâng ạ, mối quan hệ của hai bạn là gì nào? Dạ tụi em là vợ chồng. Dạ có phải đây là học viên của em không? Dạ không. Không hả? Tại vì chồng em chơi thân với em trai của em. À, hợp lý quá. Dạ, chúc cho hai bạn ngày hôm nay gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Dạ, mời hai bạn về vị trí của mình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đón chào cặp đôi thứ hai. Chào quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, em xin chào anh Hoàng rapper ạ. Dạ. Dạ, em tên là Thanh Hằng, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào khán giả, xin chào Hoàng rapper và mình tên là Đăng Khoa và công việc hiện tại của mình là huấn luyện viên cá nhân. À, vậy là chung nghề nghiệp với anh bên kia hàng xóm đó. Đúng rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách, bên cạnh đó là hiểu hơn về nhau. Dạ, xin mời hai chị về vị trí của mình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần đầu tiên, câu chuyện tình thân. Nhưng thật sự ngay hiện tại MC Hoài Đăng Bơ cảm thấy rất là áp lực về tâm lý, bởi vì ngồi hai bên là hai tráng sĩ cao to lực lưỡng. Dạ. Đầu tiên sẽ là phần đặt tên. Đội của Mai Mai đặt tên gì nè? Vợ chồng em chọn cái tên là Khủng Long. Tại vì em có một cậu con trai nhỏ tầm 4 tuổi. Thì khi em bé đứng với ba, dạ, em hay nhìn lên nó nói ba bự quá, ba khổng lồ quá, ba là Khủng Long T-Rex. Dạ, dễ thương. Gia đình Khủng Long. Dạ, bên đây khủng gì ạ? Gia đình bên này thì lấy tên là Mỹ Vị. Trời, Mỹ trời, Vị. Sao uyển chuyển quá vậy? Mỹ Vị. Đúng rồi, thì mình đến với chương trình này về đồ ăn, thức uống. Đúng rồi. Thì Mỹ Vị vừa là một cái tên của, giống như mình nhắc đến cái là mình biết tới là một món đồ ăn nào đó rất là ngon. Dạ. Đồng thời là tại vì quá trình hai vợ chồng mà ở với nhau á, nó rất là nhiều gia vị, cay đắng ngọt bùi đầy đủ hết. À. Nên khi lấy tên Mỹ Vị thì chắc cũng hợp lý. Với những món ngon ấn tượng dành cho anh chị, Mỹ Vị là món nào? Nếu mà nói về ấn tượng, đầu tiên thì chính là món bạch tuộc nướng. Bạch tuộc nướng có nghĩa là khi mà mình ăn bạch tuộc mình chưa bao giờ mình thấy được cái răng bạch tuộc. Thì khi mà mua cái món đó về to đến nỗi mà thấy những cái răng vàng của nó luôn. Nhìn nó rất kinh khủng. Nhìn không dám ăn luôn á. Khi đó hai vợ chồng mới là ngồi lễ ra từng cái răng. Xong rồi về em nướng sao nó như khúc củi vậy luôn hả? Nhưng mà anh chồng em ăn ảnh cảm thấy rất là vui, không có một câu nào ảnh chê hết á. Là em thấy là cái món ăn đó em nấu rất là ngon. Tại nghẹn nói không được em. Em hỏi anh, anh nói thật đi. Để em cải thiện, để những cái món ăn sau này nó sẽ ngon hơn. Anh nói không. Và anh là số 1 và anh nấu gì cũng ngon hết trơn á. Nói chung là anh Khoa chiều chuộng bạn, yêu thương. Nói chung là bạn cũng nhận thức được rằng là mình cũng sẽ phải cải thiện hơn trong tay nghề nấu nướng của mình. Không, thực ra thì đúng lần đó là mua về thôi đó. Dạ. Là lần sau không dám mua nữa. Đó là món ăn ấn tượng của hai vợ chồng đội Mỹ Vị. Còn với đội Khủng Long ạ? Cơm sườn. Cơm sườn. Ông xã em có một cái niềm đam mê với cơm sườn là có thể ăn 24/7, ăn tuần này qua tuần khác, ngày này qua ngày khác, không ngán. Cái đó gọi là ghiền rồi đó. Rồi sau này khi về thì hai vợ chồng cũng có thói quen là em sẽ mua rất là nhiều sườn, em bỏ lên trong tủ lạnh là cứ ăn, là hai vợ chồng cứ microwave lên ăn. Nhưng mà bạn là huấn luyện viên thể hình thì ăn cơm nhiều quá, nhiều tinh bột có sao không? Dạ, lúc đó nó đang xả anh. À, còn đang xiết là em chỉ uống sinh tố ức gà không à. Chà, cũng cực quá ha. Giờ đang là ghiền dữ lắm rồi đó. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những hình ảnh kỷ niệm của cả hai gia đình. Hình ảnh đầu tiên đến từ đội Khủng Long. Ồ, lãng mạn quá. Nhìn như là ở châu Âu á. Nhà mình đang du lịch ở đâu vậy ạ? Dạ, cái này là tụi em đi làm việc công tác ở Phú Quốc. Vừa làm việc xong tụi em có một ngày off để đi chơi. Thì cái buổi sáng đó vợ em kêu là thôi cho vợ em ngủ nướng đi, không em giật dậy 6 giờ sáng để đi đón cảnh này nè. Dạ. Xong rồi em còn hôn trên thuyền luôn. Dễ thương, chúc mừng, chúc mừng.
bạn đã chọn đúng thời điểm rồi và đúng địa điểm luôn. Vậy thì lúc đó cái cảm xúc của mình như thế nào ạ? Hạnh phúc chưa ạ? Phụ nữ luôn nghĩ tới cái viễn cảnh là mình sẽ được cầu hôn. Nhưng mà có lẽ cái cách mà chồng em làm sẽ khiến cho mình không nghĩ tới. Tại vì hôm đó là sau cái ngày đó là mình quá mệt rồi. Mình không nghĩ là một người còn đủ năng lượng để mà có thể set up ra những cái khung cảnh lãng mạn đó và cầu hôn mình. Em nghĩ đó là cái hạnh phúc nhất của cuộc đời em mà người phụ nữ nào ở trong cái thời điểm đó cũng sẽ có cái cảm giác như vậy. Tuyệt vời, chúc mừng hai vợ chồng. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của đội Mỹ Vị. Lúc này là lúc nào, ở đâu ạ? Thực ra mọi người nhìn vào tấm hình này thì thấy là một cái hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà thực ra không phải đâu. Trước đó là một cái câu chuyện rất là cảm lạnh. Hằng thấy trong tin nhắn của anh có tin nhắn của người yêu cũ. Và Hằng đã nổi điên lên và chọi điện thoại. Trời, sao vậy? Sao bộc phát? Em hỏi là tại sao người yêu cũ lại nhắn tin cho anh như thế? Sao anh lại trả lời tin nhắn người yêu cũ? Nếu như mà em như thế thì anh đồng ý không? Đúng rồi. Rồi sau đó anh giải thích sao? Thì cái hình ảnh này là sau khi đã làm lành rồi mới chụp cái bộ này để mà làm kỷ niệm. Khoảnh khắc mọi người nhìn thấy chỉ là cái khoảnh khắc sau tới đó thôi. Dạ. Để có những nụ cười phải trải qua những giọt nước mắt. Nhưng mà những cái lúc đó thì anh sẽ làm hòa bằng cách nào để dỗ ngọt bạn Hằng? Thì Hằng rất là thích ăn và tặng quà. Em thích ăn món nào nhất thì lát anh dẫn em đi ăn. Rồi quà thì thích cái gì lát anh sẽ order về. Nên Hằng nuôi giận. Cũng dễ thương. May quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh kỷ niệm của cặp đôi khủng long. Một màu hồng thật là nam tính. Đây là tấm hình hai vợ chồng em chụp để làm hình cưới. Hình cưới. Lý do màu hồng là bởi vì chồng em và con trai em rất là thích màu hồng. Vì sao bạn Tài lại thích màu hồng? Dạ, em thấy cái màu đó cũng đẹp. Đó giờ người ta có nhiều người, người ta cứ nói là màu hồng nhìn cho gái. Nói không, con trai có nhiều người mặc màu hồng lên cũng ngầu mà. Dạ đúng rồi. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của đội Mỹ Vị. Lãng mạn quá. Thấy anh Khoa với bạn Hàng mà hạnh phúc mà tôi nghĩ chắc chắn là mới cãi lộn xong. Cái này cũng chọn trong nhiều nhà hàng lắm mới ra được chỗ này. Và đây cũng mới khai trương vài ngày á. Bút cái quán này nhìn có lãng mạn. Tại vì lần hẹn đầu tiên mà nó phải gây được một cái ấn tượng gì đó. Em có thích không? Em dĩ nhiên là em thích rồi. Dạ, và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của đội khủng long. Ông xã em là một thành viên của câu lạc bộ mô tô thì ảnh thích xe phân khối lớn á. Thì ngày hôm đó là nhân dịp trung thu, tất cả câu lạc bộ gồm 300-400 xe mô tô luôn. Phải làm một cái lồng đèn khổng lồ. Thì ở trong đó có đặt một chiếc xe, là chiếc xe mà có lồng đèn luôn á. Thì tất cả mọi người đều đến đó và làm một việc thiện nguyện cho tất cả 800 em nhỏ mồ côi đến đó và nhận bánh cũng như là có một cái trung thu. Và được tất cả mọi người tổ chức chương trình giao lưu, ăn uống và cho các em một cái trung thu nó thật là ấm cúng. Dạ, rất là ý nghĩa. Vừa thỏa được đam mê, bên cạnh đó là lan tỏa những thông điệp rất là tích cực. Nhưng mà thường là những cô vợ sau khi lập gia đình cùng với chồng mình thì thường là sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến đam mê của chồng. Dạ. Thường là mong muốn là chồng tập trung vào đầu tư cho tài chính, thu nhập của gia đình, vào con cái. Nhưng mà vì sao Mai Mai lại ủng hộ cho niềm đam mê về xe phân khối lớn của chồng? Em nghĩ là chồng em việc đam mê phân khối lớn và đam mê tập gym nó là hai cái đam mê rất là vô cùng lành mạnh. Đặc biệt nó là rất là hướng nội, yêu gia đình. Thì em nghĩ cái việc mà ủng hộ chồng mình chơi mô tô và bản thân em cũng được ảnh tặng cho một chiếc xe giống như vậy để rồi mà em có thể theo chồng em. Wow, đó thì ha. Khi mà đi chơi với chồng và cùng tất cả các anh làm những công việc đó thì thật sự là câu lạc bộ đã đem đến cho em và cả chồng em nữa những cái niềm đam mê và em rất là ủng hộ chồng. Quá tuyệt vời luôn. Bạn có thấy là mình may mắn không Tài? Dạ có chứ. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của đội Mỹ Vị. Cưng quá trời, thương quá trời. Đây hình cưới hay sao ạ? Đúng rồi, là hình cưới. Là hình hạnh phúc nhất đó anh. Dạ. Cái lúc chụp hình cưới là mình chụp trong studio đúng không ạ? Mình có chọn chụp ngoại cảnh không? Dạ không, tại vì em sợ nắng. Cho nên là hai đứa chụp ở studio cho nó mát. Buổi chụp studio nó vẫn vui vẻ chứ có gì lấn cấn không? Dạ cũng không vui lắm anh. Sao nữa? Nhiều gia vị lắm, lúc này lúc kia đó. Ủa, bởi vậy không vui. Nhưng mà anh có công nhận một điều là khi mà mình giận nhau mình mới yêu nhau nhiều hơn không? Cái lúc mà chụp hình cưới cũng gây lộn nữa đó. Vậy đó. Ví dụ như là anh Khoa hồi xưa anh là ca sĩ, anh hay đeo mấy cái tai phone á. Anh nhét sâu quá, cái bây giờ anh bị lãng tai. Khi mà em nói cái gì đó, em nói Khoa ơi, lấy giùm em chai nước. Hả? Khoa ơi, hả em nói gì? Lấy cho em cái chai nước.
đông người, em nói từ từ thôi anh nghe. Em mà ui vậy sao em nói nhỏ anh không nghe đi. Không, thực ra lúc đó là Hằng nói qua một cái lớp khẩu trang. À, nó cứ cái chữ nó cứ bị dính liền lại với nhau, dù nói lớn nó nhỏ. Không như gì, anh khi mà em nói câu trước ra. Là câu sau em biết là hả? Cái xong rồi anh của anh là không em ơi, anh rất là yêu em. Anh thích nghe giọng nói của em nên anh muốn hả hai lần. Là ơi không mấy giờ mình để sẵn cái bảng đi. Mình viết chữ với nhau đi. Hoặc là gửi email ấy, để đọc cho nó yên tĩnh. Không, nếu mà Hằng viết chữ thì anh cũng không thấy anh bị cận. Để chữ cũng không thấy luôn. Nên cái ca này ca khó. Nè ha, sau này đi, có em bé, có con đi. Rồi mấy người ù tai tới hồi đó rồi coi anh Khoa có trách mấy người không. Thiệt mà, tôi có con rồi, tôi biết. Tội nghiệp chị em phụ nữ lắm. Cứ mỗi lần sinh con là sức khỏe sẽ đi xuống. Em cũng vậy mà, em xuống nhiều lắm. Thị lực, rồi thính lực, nó bị giảm. Rồi nhiều lúc bị quên nữa. Đó, bởi vì thông cảm với anh Khoa đi. Tôi chịu đựng nhiều lắm, đừng thấy thương, đừng nhịn, đừng tập tới. Nhớ thương Khoa nhiều vô. Dạ, vừa rồi là những kỷ niệm đến từ hai gia đình. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần tiếp theo. Cũng rất là hấp dẫn. Đó chính là hai người đàn ông sẽ vào bếp và chờ đợi xem món quà ẩm thực ngày hôm nay là gì. Kính mời quý vị chúng ta đến với phần tiếp theo được mang tên Quý ông so tài. Sau khi biết được chủ đề của món ăn mà chương trình đưa ra, dựa vào nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn tại gian bếp, hai quý ông hãy chế biến món ăn sở trường hoặc là món ăn mà người thân mình yêu thích để xem người còn lại có nhận ra món nào do người thân mình nấu hay không. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần tiếp theo, Quý ông so tài. Với nguyên liệu hôm nay là món ngon từ thịt, thì không biết là hai anh chồng sẽ vào bếp như thế nào đây. Hai anh chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta đeo bao tay vào và sẵn sàng để sơ chế. Nói về thịt thì chắc là ở nhà em ăn nhiều thịt lắm đúng không? Anh Khoa thì chỉ thích ăn thịt nạc thôi anh. À, dạ. Anh Khoa thịt nạc. Như là ăn gà thì bỏ da, chỉ ăn cái gì nạc thôi. Đúng rồi, tại vì da có chất béo. Dạ, thì ảnh nhường cho em ăn. Nè hả, em ăn da, ảnh ăn thịt. Ngon mà anh. Ờ hả, rồi bên cạnh đó anh chắc ăn ức gà nhiều đúng không? Dạ, cho nên là ảnh ăn cơm thì không chan nước mắm. Hoặc là ăn cơm không chan nước tương. Mỗi lần vậy em la ảnh, vậy là ảnh ăn giống em luôn. Thôi mà, ảnh cũng phải tập thể hình chứ. Kệ thì... đi anh, em ngắm mà, ai ngắm đâu. Thì ảnh còn công việc của ảnh. Tại vì sẽ có những khoảng thời gian mình siết, rồi những thời gian mình xả. Thì lúc đó anh sẽ ăn thoải mái hơn với em. Rồi những phần thịt khác thì sao? Thì thịt bò, thịt heo. Thích ăn thịt bò. Dạ. Rồi ở nhà của Tài thì chắc là cũng phải theo một cái chế độ dinh dưỡng nhất định đúng không ạ? Ông xã em thì chỉ ăn thịt gà và thịt bò. Còn lại là lòng trống trứng, dạ. Không có ăn lòng đỏ, dạ. Nhưng mà em thì lại trái ngược bên này. Tức là nếu như chồng em cũng ăn kiêng thì em cũng sẽ ăn chung. Để em biết xem là chồng em đang phải trải qua cái gì á. Cái giai đoạn cuối khi mà thi đấu á, thì họ sẽ bị như kiểu vừa thèm ăn. Yếu tố trong cơ thể họ nó xuống thấp quá đó. Đâm ra họ stress, họ cáu. Thì lúc đó em cũng ăn thử xem cái cảm xúc họ như thế nào. Nhưng mà thật sự em thấy rằng cái sự nỗ lực của người vận động viên á, nó là quá lớn. Khi mà mình thi đấu mà mình ăn như vậy thì nó vừa đau đớn về mặt tinh thần, vừa thèm nữa, đi đâu cũng phải chịu đựng. Thì em chấp nhận như vậy luôn, hai chồng ở nhà luôn, tự nấu nhau ăn, không có đi đâu nữa. Như vậy thì cái gia vị thường mình đem nếm trong nhà sẽ là gì? Không có gia vị luôn. Không có gia vị luôn. Dạ, chỉ là thấy ảnh ngán quá thì thịt gà có cái mùi là tiêu với lại ngũ vị hương. Dạ. Còn lại cho một chút xíu gọi là dầu hào thôi, không xài gia vị luôn. Còn gia vị em bình thường ăn là chắc là đa dạng lắm đúng không? Trước khi anh Khoa gặp em là cuộc sống anh rất là tẻ nhạt. Ảnh chỉ có ăn ức gà luộc, ức gà uống. Nhưng mà sau khi gặp em nè, ảnh biết tới gà rán nè, pizza, burger. Rồi ảnh biết ăn cơm sườn chan nước mắm hoặc là cơm chan nước tương. Nó có nhiều gia vị hơn. Thì em nghĩ là món ăn nó sẽ ngon hơn. Chắc có thêm món cơm chan nước mắt nữa đó. Mà tại vì đó là công việc của ảnh mà. Thật ra cái chế độ ăn uống nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới vận động viên á. Cái tinh thần của họ cũng sẽ quyết định rất là nhiều nữa. Phải nói là sức chịu đựng ha của anh Khoa cũng tốt lắm luôn á. Đúng. Để có thể chịu theo ý của em. Tự nhiên em thấy tầng em khao quá. Thương ảnh hơn xíu là mình mừng lắm rồi. Rồi hai chị em ngồi đây nói chuyện tự nhiên nha. Mình qua bếp mình coi mấy anh. Miếng thịt heo bữa nay nhìn chất lượng quá ha. Nhưng mà lúc mà Tài ăn thịt heo thì là ăn phần nào, phần nạc hay là phần mỡ hay phần da? Dạ phần nạc. Phần nạc. Thơm quá. Hai miếng thịt trọng lượng bữa nay là như nhau luôn. Chất lượng quá.
Đó, bây giờ là mình tạm thời mình chiên ở bên ngoài. Đúng rồi. Sau đó anh làm thêm một lần nữa đúng không? Ừ. Ồ thơm quá, đứng cạnh tài mà thèm quá. À, phần sắc thịt ra của hai anh khá là khác nhau. Và như vậy là hai phần ăn rất là đẹp mắt đã được hoàn thành. Chúc cho hai bạn thật là thành công với sự phán đoán rất là chính xác của hai người vợ của mình. Và bây giờ sẽ là phần tiếp theo, hương vị tuyệt nhất. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với phần hương vị tuyệt nhất. Và đương nhiên hai món quà này dành tặng cho hai cô vợ xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu ngày hôm nay. Và bây giờ hãy sẵn sàng để chúng ta nhận xét về phần trình bày và ngoại hình của hai dĩa thức ăn A và B. Bạn Mai Mai thấy phần A như thế nào? Đầu tiên là em thấy cái phần trình bày á, là thấy quen rồi đó. Tại vì trước đây lúc mà yêu em á là chồng em có nấu ăn cho em. Nấu trồng rã mấy tháng trời, sáng chiều chiều tối. Thì cái cách mà đầu tiên là sắc thịt và cái cách rắc ớt lên thì em cảm thấy là có một cái chút quen rồi. Chưa biết là cái vị nó có quen hay không. Thịt cục nào nấy bự vậy. Đúng rồi. Còn phần B thì sao ạ? Phần B thì nhìn có vẻ là nó hơi khô. Hơi khô, ráo dầu ha. Ráo dầu thì chắc là chiên á ha. Còn em thấy ngoại hình của món A như thế nào? Nếu mà chiên á thì nên cắt nhỏ lại giống như thế này thì nó sẽ đúng hơn. Còn cắt bự như thế thì làm tho. Nhưng mà đàn ông mà nấu như vậy là giỏi rồi. Em thấy là có thêm được mấy miếng ớt thì nó ấn tượng hơn. Có màu sắc hơn. Dạ đúng rồi. Và bây giờ xin mời hai chị em cùng thưởng thức món A. À món A nha. Món A. Rồi đó, hai chị em chịu khó cắn. Cắn. Cắn cực cứng. Thì cái miếng thịt nó bự quá, nó cứng. Nhưng mà nó chín nè. Dạ rồi, Mai Mai thấy hương vị ra sao? Hương vị vừa ăn. Vừa ăn. Có điều là cái thịt đó nó bị cứng quá, với lại nó bị thấy dày quá. Dạ. Nhưng mà vẫn chín. Dạ. Hai nữa là thịt nó không bị khô. Mà có mặn hay có ngọt hay cái gì không? Không, vừa ăn rồi, em thấy vừa ăn rồi. Còn bạn Hằng? Em thì cái lúc đầu em cứ nghĩ là nếu mà hai anh PT nấu ăn thì chắc là sẽ không bỏ cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ em ăn thì em thấy là chắc là nước mắm hơi nhiều. Nước mắm hơi nhiều, hơi với mặn. Em thì em thấy là hơi mặn. Hơi mặn, dạ rồi. Và bây giờ chúng ta thưởng thức món B. Nó cũng cứng. Nó cũng hơi cứng. Có chung một cái đặc điểm là cái nào nó cũng cứng.
Không phải đâu chị, nhiều khi gu của người ta là như vậy. Không, thường nam giới họ không có cái kỹ năng về xử lý đồ ăn. Những cái loại thịt đó, tức là làm như thế nào, nêm cái gì cho nó mềm. Nhưng mà cảm thấy cái món này mà chấm với nước mắm với tiêu thì cũng ok. Cái vị thì sao, có mặn hơn hay là ngọt hơn không? Em thấy là chấm với cái nước mắm thôi là vừa đó. Em cũng thấy là cái này ngon hơn. Em cho 10 điểm. Hai chị vô vị trí. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của hai người vợ. Xin mời Mai Mai và xin mời Hằng sẽ ghi một trong hai chữ cái thôi. A hoặc B tượng trưng cho hai món ăn. Món nào là món chồng mình nấu? Thời gian kết thúc. Dạ, và bây giờ xin mời hai chị đẹp chúng ta đưa đáp án ra phía trước. Mai Mai trả lời rằng chồng mình nấu món A. Hằng trả lời rằng anh Khoa nấu món B. Hy vọng là đây là đáp án chính xác. Và bây giờ sẽ là giây phút để chúng ta chia sẻ vì sao mình khẳng định lại một lần nữa món A là món chồng mình nấu ạ. Thực ra cái cách mà xào tỏi á, là cái cách mà gia đình chồng em hay làm. Ông xã em có lớn lên chung với bà nội và mẹ thì là đều là những người nấu ăn ngon và cái cách sơ chế từ cái khúc đầu rất tỉ mỉ. Dạ. Và cái món đầu tiên phi tỏi đó là cái món giống như là truyền thống của gia đình luôn. À. Và cho một cái gì đó giống như là một cái miếng ớt hoặc là một cái cọng ngò lên để trang trí thì cũng là một cái điều mà đặc trưng dễ nhận ra. Dạ, rất là tinh tế từ những tiểu tiết như vậy. Còn vì sao em chọn là món B? Anh Khoa ở nhà thì cái cách trình bày em thấy như thế này, với lại là khi mà nói là nấu cho vợ ăn thì anh Khoa sẽ hỏng bỏ ớt tại vì em không biết ăn ớt. Dạ. Còn cái đĩa bên kia có ớt thì chắc chắn không phải của anh Khoa. Nhưng mà em ăn tiêu được không? Em ăn tiêu được. À, cây nồng nhẹ thì được. Dạ. Dạ. Và bây giờ xin mời hai người đẹp chúng ta nhắm mắt lại. Chờ đợi kết quả nha. Đương nhiên, người nấu món ăn nào sẽ đứng tại khu vực bàn gần với đĩa thức ăn đó. Xin mời hai anh. Hồi hộp quá. Không biết phải chồng mình nấu không? Và bây giờ, chuẩn bị 3, 2, 1, mở mắt ra. Và đáp án câu trả lời chính xác, xin chúc mừng. Kính thưa quý vị, và như vậy tuần này chúng ta đã tìm được cả hai gia đình cùng giành chiến thắng. Các chị vợ đã đoán chính xác món ăn mà ông xã mình nấu. Và đương nhiên, mỗi đội sẽ có giá trị phần thưởng như nhau. Mỗi đội nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cùng với phiếu mua hàng vali ba lô túi xách cao cấp trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng hai gia đình Mỹ Vị và Khủng Long. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tập phát sóng tuần này. Hãy tiếp tục hẹn của chúng ta vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cái cảm giác đó là nó rất là hạnh phúc, rất là ngon khi mình đói mà mình được ăn một cái tô hủ tiếu mì nó nóng mà mình có thể húp miếng súp vô thì cảm thấy là mọi công việc hoặc là mọi thứ mệt mỏi của mình có thể đều trôi đi hết.